Thưa quý vị, trước đó thì vào tối qua ngày 18 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ. Công điện nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định triển khai kịp thời, quyết liệt, có hiệu quả công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế trên địa bàn, quán triệt phương châm 4 tại chỗ, rà soát hướng dẫn kêu gọi tàu thuyền không đi vào và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn, triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện tại nơi neo đậu tránh trú và các hoạt động sản xuất trên biển, ven biển. Triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân. Các bộ ngành liên quan chỉ đạo các lực lượng cứu hộ cứu nạn ứng trực thường xuyên, sẵn sàng cứu dân, tài sản và các yêu cầu khẩn cấp khác.